Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách làm sạch và lưu trữ lô lăng sơn sau khi sử dụng sơn nước và sơn dầu. Trong trường hợp bạn đang sử dụng chiếc lô lăng sơn mới, bạn không muốn thay cái khác thì bạn muốn lưu trữ nó qua đêm ấy, thì bạn cần chỉ cần không cần làm sạch nó, chỉ cần cho vào túi ni lông và sau đó là tiến hành bịt chặt và dùng băng keo điện. Ta tiến hành băng kín lô lăng sơn. Khi đã băng kín lô lăng sơn thế này thì các bạn có thể lưu trữ được cho đến ngày hôm sau thì các bạn có thể tiếp tục. Sơn xong ấy thì bạn cần làm sạch lô lăng sơn, nhất là cạo bỏ lớp sơn trong lô lăng sơn càng nhiều càng tốt. Sau đó ta tiến hành ngâm với nước ấm tầm khoảng 2 giờ. Sau đó ta tiến hành dùng rẻ khô ta lau sạch lô lăng sơn càng sạch càng tốt. Khi đó thì ta có thể dùng lô lăng sơn cho những lần tiếp theo. Sơn dầu hoặc sơn dung môi thì ta cần thêm một chất dung môi để làm sạch cỏ lăng sơn. Thì ta tiến hành là đổ dung môi một ít vào, sau đó ta tiến hành lau nhẹ với sơn để dung môi bám vào các chân lông của lô lăng sơn. Sau đó ta ngâm khoảng 2 giờ. Khi ngâm xong ta tiến hành lấy váy sạch lau sạch một lần nữa lô lăng sơn để nơi khô ráo để cho lần sử dụng tiếp theo. Với khi sử dụng sơn dầu sơn dung môi thì bạn không nên đổ hóa chất xuống bồn rửa mà hãy để nắp của thùng chứa hay là bồn đựng để sơn chìm xuống dưới và dung môi chìm lên nổi lên trên. Thì trong khoảng 24 giờ thì ta có thể dùng hộp chứa và chất nước dung môi vào chai để sử dụng vào lần sử dụng tiếp theo. Đã chất dung môi vào một chai để sử dụng lần sau thì ta chờ sơn khô và vứt vào thùng rác. Và nên nhớ hãy dùng hộp hay là lọ nhỏ để sử dụng dung môi hợp lý cho những lần sử dụng lần sau. Rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn cách làm sạch và bảo quản lô lăng sơn sau khi sử dụng sơn nước và sơn dầu. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.